Tôm là một loại thực phẩm rất là bổ dưỡng đối với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái tác động ngược lại đối với vấn đề sức khỏe bởi một số những cái bệnh lý. Bởi vậy mà chúng ta cần lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng tôm. Đầu tiên thì bác sĩ Ngọc sẽ nói về những cái tác dụng của tôm đối với sức khỏe của chúng ta là gì? Là tôm nó là nguồn protein cực kỳ tốt đối với sức khỏe của chúng ta. So với những cái nhóm như là thịt đỏ ấy, thì cái protein từ hải sản thì nó rất là tốt. Đặc biệt là cái dạng protein này nó chứa ít calo, nên là đối với những người mà chúng ta muốn giảm cân ấy, thì chúng ta ăn cái dạng protein này nó sẽ rất là tốt. Cái tiếp theo nữa là gì? Đó là trong tôm nó có cả omega 3. Chúng ta thấy là chúng ta nên ăn omega 3 để mà giảm cái cholesterol hay là giảm cái mỡ máu, đúng nhỉ? Thì đấy cũng là một trong những cái khuyến nghị để mà chúng ta có thể là chúng ta sử dụng tôm trong cái việc mà cái chế biến bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Đặc biệt nữa là gì? Trong tôm nó có chứa rất là nhiều cái vitamin B12, niacin và những cái vitamin và khoáng chất khác. Và những cái thành phần này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cái sức đề kháng. Nên là thường khi mà chúng ta ốm yếu, chúng ta hay là cho tôm vào cháo để chúng ta ăn, đúng không nhỉ? Nó cũng có thể giúp cho chúng ta bổ sung cái việc mà những cái trường hợp mà bị thiếu máu nữa. Đấy là một số những cái mà tác dụng của tôm đối với sức khỏe của chúng ta. Song song với cái vấn đề đấy thì nó cũng có những cái ảnh hưởng từ cái việc tôm đối với cái chế độ ăn hàng ngày. Cái đầu tiên là trong cái tôm nó có cái omega 3 ấy, nhưng nó cũng có chứa rất là nhiều cholesterol ở trong đấy. Và khi mà chúng ta ăn cái lượng cholesterol cao ấy, trong cái nhóm hải sản ấy, thì tôm và mực đó là những cái thực phẩm mà chứa khá là nhiều cholesterol. Nên là khi mà chúng ta có mỡ máu cao thì chúng ta cũng nên hạn chế cái lượng cholesterol mà cho vào trong cơ thể của chúng ta. Bởi vì thế mà nhiều khi mà chúng ta thèm thì chúng ta chỉ ăn tầm vài ba con thôi đối với những người mà chúng ta có mỡ máu, chứ cũng không nên ăn nhiều quá đối với cái nhóm thực phẩm như thế này. Cái tiếp theo nữa của chúng ta là gì? Đó là những người mà chúng ta có bệnh lý liên quan đến gút. Bởi vì trong cái tôm ấy, thực ra là không phải mỗi tôm đâu mà tất cả những cái nhóm hải sản nó có chứa nhiều cái purin. Và khi mà chúng ta ăn nhiều cái purin vào trong cơ thể của chúng ta thì nó có thể nó sẽ tăng cái acid uric ở trong máu của chúng ta, dẫn đến những tình trạng là cái bệnh lý gút. Bởi vì thế mà đối với những người mà chúng ta có những cái bệnh lý về gút ấy, thì cũng nên hạn chế cái nhóm thực phẩm như thế này. Một cái lưu ý nữa ở trong cái tôm đó là gì? Đó là người ta sẽ tìm thấy là một số những cái kim loại nặng ở trong cái tôm này, đặc biệt là những cái vị trí là đầu của cái con tôm ấy, bởi vì nó liên quan đến cái môi trường sống của tôm, nó sống ở trong hồ ao các thứ ấy, và nó có thể nó sẽ nhiễm cái kim loại nặng. Nên là khi mà chúng ta ăn tôm thì chúng ta sẽ có một số những lưu ý là chúng ta nên bỏ cái phần dạ dày hay là cái ruột của cái con tôm ra, thì nó sẽ nằm ở sát cái mắt của cái con tôm ấy. Có những người thì chúng ta cọ bỏ cả đầu ra, nhưng có những người chúng ta cần bỏ cái phần mà phía sát cái mắt của cái đầu con tôm, cũng như là cái ruột của nó thì nó làm cái đường đen dọc theo cái sống lưng ấy, thì chúng ta cũng nên bỏ cái loại đấy ra để mà chúng ta ăn thì nó sẽ là ok hơn. Một số những trường hợp mà chúng ta dị ứng ấy, thì chúng ta cũng nên tránh, bởi vì cái tỷ lệ mà bị dị ứng với tôm nó cũng khá là cao, đặc biệt là đối với những người mà có nguy cơ mà bị dị ứng thì người ta thấy là thường là nó cái keratin ở trong cái vỏ của con tôm ấy nó làm tăng cái dị ứng. Nhưng rất là nhiều người cứ bảo là nhà tôi ăn tôm nhỏ thì dị ứng mà tôm to thì chả sao cả, đúng không nhỉ? Mình cứ tưởng là người ta đùa nhưng mà thực tế nó là như thế, bởi vì tôm nhỏ là mình ăn cả cái vỏ, không bóc được vỏ ra. Nhưng mà con tôm to thì khi mà mình bóc vỏ ra ấy, thì mình ăn cái thịt của nó ấy, thì cái nguy cơ dị ứng nó sẽ là ít hơn. Ở đây là ít hơn thôi nha, nhưng mà có rất là nhiều người chúng ta cũng là bị dị ứng cả cái thịt của con tôm. Nhưng mà thường là có thể là chúng ta hay bị dị ứng với cái vỏ, cái keratin ở bên ngoài của con tôm ấy. Thì đấy là cũng là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta đưa cái tôm vào trong cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta. Về cơ bản thì đây là một cái món ăn, một cái thực phẩm rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên một số những cái lưu ý giống như bác sĩ Ngọc có chia sẻ ấy, thì chúng ta cũng nên hạn chế chứ không nên ăn quá nhiều đối với nhóm thực phẩm này. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.